đi lúc cái xe này chạy lên cho chị con dò con dò cái xe đó biết không, cái xe Honda nó bị đụng đằng sau đít con hiểu không? Dạ. Hả? Khi người ta đang chạy nó ủi cho đít kìa thì cái xe này quay đầu. Dạ. Trời ơi, băng qua bên kia luôn hả? Wow. Hàng chi quá chứ, tức là nó đang bên kia đường mà nó cũng bị tè le luôn. Wow. Thì hai cái người Mexico này người ta không chịu nhận lỗi. Tự vì theo cái luật mà khi mà đụng xe thì nó không có ngu gì nhận lỗi. Nó nhận lỗi nó bị thua làm sao, cho nên nó từ chối. Thì để cho bảo hiểm và cảnh sát để tự giải quyết với nhau. Cũng may mắn là trên xe của cô người Việt Nam này có bác tới 90 mấy tuổi mà. Chào các bạn, đây là chiếc xe Kenworth đời 2016. Bữa nay tôi ra tôi làm chiếc xe này là tôi sẽ kiểm soát lại cái tốc độ của nó. Hiện tại bây giờ là nó chạy bao nhiêu chạy à, có nghĩa là chừng hết ga hết số á. Cho nên là tôi kiểm soát lại tốc độ để tôi chỉnh nó lại 71 mai trên giờ, có nghĩa là đạp hết ga cũng 71, không có hơn. Để thứ nhất là mình giữ cái độ an toàn cho mình không bị chạy quá tốc độ, và thứ hai là để giảm cái khả năng hao dầu. Ok. Can you control speeding for me? Can you set up xe 71 mile? By today? Yeah, 71. You know. Okay. Okay. Leave the key inside and yes, then I have your number. Okay. And I'll let you know. When finish, can you call me? Okay. 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 Because if this truck have a password to I don't know the speed. I don't know. It's gonna be more. If I have to thì những cái dòng xe đời mới này các bạn thì mình muốn kiểm soát. Ok. Mình muốn kiểm soát cái bất kỳ cái gì trên xe về cái hệ thống á, là mình gắn vô cái máy tính. Nó có cái cổng để mà kết nối vô cái máy tính á. Rồi bắt đầu mình set up nó, mình cài đặt nó. Mình có thể mình cài cho nó 60 mai một giờ cũng được, 50 cũng được. Nhưng mà tuy nhiên thì bây giờ mình phải chọn cái mức là 71 mai trên giờ thì nó đó là theo yêu cầu của anh tài xế các bạn. Đây là chiếc xe Kenworth đời 2016. Lúc trước tôi có quay cho các bạn coi rồi đó. Xe này thì lúc anh mua cũng còn mới lắm. Thì bây giờ anh đã chạy được 549.000, 550.000 mai rồi này. Lúc anh mua tôi nhớ bằng máng thì có 200 mấy thôi, 200 mấy chục ngàn mai thôi. Và chiếc xe này anh mua tới 71.000 đô la luôn các bạn. Rất là đẹp. Thì thường các bà là chạy xe bên đây mà bị quá lố tốc độ á, lố tốc độ bị cảnh sát phạt nặng lắm nha. Tự nhiên xe tải mà sẽ vô điểm trong bằng lái nữa, vô pole trong bằng lái nữa. Và khi mà hết hạn bằng lái á, hết hạn bằng lái trong 5 năm á, là nếu mà bị thường xuyên bị hoài á, là sẽ chính phủ sẽ bắt đi thi lại cái lý thuyết. Đậu cái lý thuyết thì họ mới cấp tiếp cái bằng lái và bằng lái mới. Nếu mà không đậu á, là coi như là mất luôn bằng lái các bạn. Cho nên là bên đây á, là chạy xe họ cũng phải cẩn thận về cái luật lắm. Nếu mà liên quan tới speeding, tức là cái tốc độ á, là có thể sẽ bị thi lại. Mà ai mà thi lại không được á, thì là mất luôn bằng lái luôn. Mất bằng lái là mất luôn chén cơm là chết luôn. Mấy này nó mới mướn lại cái shop này, nó cũng chưa có khách, nó sửa được lắm rồi, nó chịu khó, nó xiên lắm nhưng mà có chưa có khách, do cái shop này lúc trước bị bể quá, chứ nó sửa cũng được lắm, thấy nó làm nhiệt tình lắm. Đây có thùng đang bán nè bạn, cái xe hãng tôi mới về nè.
này là ok, để ok, anh cứ đậu im ở đây để em lại em hỏi thằng Bảy coi nó có hàng không. Nếu có hàng thì mình ve cái thùng lại gần cho nó, cho nó làm luôn. Ok. Dạ luôn anh, dạ luôn. Giờ nó gãy cái chốt như này nè, gãy cái chốt này các bạn, bây giờ phải cái chốt đó nó sẽ khóa vô đây, nó lóc vô đây này, nhờ sắt nó hơi mỏng bây giờ hơi ráng sửa lại thôi, chứ giờ đi mua thay cực lắm. Xây chồng nó hàng rồi, bốn ốc đó nó hàng mẹ rồi, phải cắt thôi. Anh đi chưa? Ok. Đây dính vô. Ok. Trời ơi, ngon lành. Thì sáng hàng cái thùng đó lại các bạn, thì anh hẹn anh tính có 80 đồng, 80 đô. 80 đô thôi cũng ok. Còn cái vụ với xe mà kiểm soát cái tốc độ á, thì tôi đang chờ nó gọi điện cho tôi để coi nó có làm được hay không và bao nhiêu tiền. Thì từ sáng giờ tôi chờ hoài mà tôi không thấy nó gọi. Để chúng tôi gọi lại tôi hỏi thế coi sao. Ngay bữa nay thì có một vài việc lặt vặt là làm rồi quay chơi cho các bạn coi cho vui. Ok, cảm ơn các bạn đã coi video của mình nha. Hôm nay mình nhậu với anh Long bữa, từ nay là cuối tuần nha. Bye bye, hẹn gặp lại. Ồ, bụng bự dữ vậy. Đưa bụng khoe bụng. Đó hả?